lại là mấy anh em mình đang có mặt ở hẻm 155 Nguyễn Chí Thanh nha các bạn. Bên trong thầy đang cúng cơm với lại chuẩn bị cháo đậu lộn, rồi sau đó anh Vũ Dương, bữa nay tiếp tục gặp Vũ Dương nữa nha các bạn. Hôm nay đi đám nào cũng gặp ảnh chứ. Giờ anh đang ăn, chút là anh sẽ hát tí múa phá hoàng, dân cơm, dân trống, dân quà, cái gì anh cũng dân hết trơn. Nghe nói bữa nay anh dân cái bàn, có người ngồi trả nó. Rồi tiếp tục đi cho dịch vụ mai táng của chú Gân nữa nghe các bạn. Đây là nhân vật chính nè các bạn ơi. Gặp chú rồi. Giờ là anh em với mấy chú đầu tiên đang ăn để chuẩn bị làm việc các bạn ơi. Ngồi để chờ đợi tới giờ làm nha các bạn. Chương trình cũng khá là dài. Qua cảnh bên ngoài đây là những chiếc xe mà chút xíu nữa tham dự trong cái buổi lễ đưa tan nha. Hôm nay mình đưa về Sóc Ven ha các bạn. Sáng mình ăn sáng ở đây luôn các bạn ơi. Gia đình kêu cho anh em đổi kèn và đậu tì. Đó. Đây là xe chở đợi kèn này các bạn. Thôi vô bên trong xem thầy cúng các bạn. Còn tới một tiếng đồng hồ nữa rồi mới bắt đầu đưa ra ngoài các bạn. Nay đưa về tận Gò Quao rồi. Oh,
Mình vô làm.